Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Kiên. Và nếu như bạn đang mua nước hoa mà đang phân vân khi nghe tới những cái cụm từ như là nước hoa nít và nước hoa designer. Và bên cạnh đó thì có rất nhiều người khen ngợi là nước hoa nít thì nguyên liệu tốt hơn, bám tỏa tốt hơn, mùi hương tốt hơn. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thế nào là nước hoa nít, thế nào là nước hoa designer. Và ngoài hai phân khúc đó ra còn phân khúc nào khác hay không, và lựa chọn mua nước hoa trong phân khúc nào là tốt nhất. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nha. Trước tiên đi đến một cái vấn đề nào đó thì chúng ta phải cùng nhau tìm hiểu khái niệm thế nào là nước hoa designer, thế nào là nước hoa nít, đúng không? Thì đầu tiên, nước hoa designer đó là các thương hiệu, các nhà sản xuất nổi tiếng. Ngoài cái việc họ sản xuất mùi hương ra thì họ còn kinh doanh những cái mặt hàng lớn khác như là thời trang, như là mỹ phẩm này, như là trang sức này. Và điển hình có những cái tên rất là quen thuộc ở trên thị trường như là Chanel, như là Dior, như là Versace, như là Gucci, vân 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 vân, Beaufort biết các thứ. Đó đều là những cái thương hiệu designer, và họ sẽ thuê những perfumer, những người sáng tạo mùi hương làm mùi theo cái yêu cầu của họ, và sau khi kiểm duyệt thì họ sẽ tung ra thị trường và gắn mác của họ. Thì thường nước hoa thuộc phân khúc designer này thì nó có giá tương đối là rẻ và dễ tiếp cận với người ngửi mùi hương rất là nịnh mũi, và được phân bố rất là rộng rãi thị trường, kể cả ở Việt Nam. Các bạn ra trung tâm thương mại các bạn có thể tìm thấy rất nhiều những chai nước hoa của các phân khúc này. Phân khúc thứ hai mà mình muốn nói tới đây đó chính là nước hoa nít. Thì các thương hiệu ở phân khúc này họ chỉ làm về mùi hương thôi. Có nghĩa là ngoài mùi hương ra thì họ sẽ không kinh doanh những các mặt hàng khác như là trang sức, như là mỹ phẩm, như là gọi là quần áo, vân vân vân. Có nghĩa là họ chỉ làm về mùi hương. Mùi hương ở đây thì nó có cụ thể gồm những cái mục sau như là sữa tắm này, như là nước hoa này, như là tinh dầu này, như là nến này, vân vân và vân vân. Và họ có thể là có perfumer riêng làm việc độc quyền cho họ, hoặc họ có thể là thuê những perfumer ở ngoài như là phân khúc nước hoa designer. Và những cái chai nước hoa ở phân khúc nước hoa nít này thì nó có độ hoàn chỉnh hơn về mùi hương và về thiết kế. Và những chai nước hoa ở phân khúc này thì nó cũng có phần khó tìm mua hơn so với những chai nước hoa ở phân khúc designer. Khi mà một số chai như là những chai nước hoa ở trong bộ City của Lilabo chẳng hạn, thì các bạn phải đến những cái thành phố thì các bạn mới mua được những chai nước hoa trong bộ City. Có nghĩa rằng là mỗi một thành phố nó có một mùi hương khác nhau, và chỉ đến tháng 9 thôi thì họ mới bán đồng bộ ở tất cả các store. Thì những cái tên mà các bạn nghe được trong phân khúc này rất là quen thuộc như là Mancera này, như là Quýt này, như là Lilabo này, vân vân và vân vân, khá là nhiều, Rosa các thứ. Đó là những cái tên khá là quen thuộc ở phân khúc nít. Ngoài hai cái phân khúc trên ra còn có một cái phân khúc khác gọi là phân khúc nước hoa indie. Thì các thương hiệu ở trong phân khúc này thì gần như rằng là tên tuổi của họ chắc là các bạn sẽ chả bao giờ nghe qua cả. Và nước hoa của họ thì làm ra họ không đặt cái vấn đề lợi nhuận, cái vấn đề doanh thu lên cao nhất, nên là việc các bạn không biết tới cũng là chuyện bình thường thôi. Tại vì họ có marketing đâu, họ có PR đâu, mà chỉ những người chơi nước hoa rất là lâu tìm kiếm đến những cái mùi hương để thể hiện được cái tôi, được thưởng thức những cái tính nghệ thuật ở trong chai nước hoa thì họ mới được biết tới thôi. Có những chai nước hoa mà 5 năm, 10 năm mà có khi rằng cả đời họ chỉ sản xuất đúng một lần, hoặc là có những chai họ chỉ sản xuất 20, 50 chai, 100 chai thôi, và khi biết đến thì họ đã bán hết rồi. Và nước hoa ở phân khúc này thì giá nó cũng khá là cao. Thực ra là giá nó cũng giải rác, nhưng mà những cái chai mà những cái thương hiệu mình biết tới như là Slumberhouse thì giá nó vô cùng cao, và mình cũng chưa có dịp ngửi những chai nước hoa ở phân khúc này, nên là cái độ hiểu biết của mình ở phân khúc này nó chỉ đến như vậy thôi. Đó là cái khái niệm sơ qua về ba phân khúc nước hoa nít, nước hoa designer và nước hoa indie. Thế thì bây giờ các bạn sẽ hỏi rằng là nên mua nước hoa ở phân khúc nào là tốt nhất, đúng không? Thực ra cái câu hỏi này nó sẽ dành cho những bạn newbie, những cái bạn gọi là mới tìm hiểu về nước hoa thôi. Còn nếu như các bạn đã chơi lâu, các bạn có một cái thời gian trải nghiệm đủ ở trong cái thế giới mùi hương này thì các bạn sẽ có câu trả lời riêng rồi. Quay trở lại với cái câu hỏi đó là mua nước hoa ở phân khúc gì là tốt nhất, thì các bạn phải xác định rằng là các bạn mua chai nước hoa để sử dụng vào mục đích gì. Ví dụ như là các bạn đến những cái bữa tiệc đông người, hay là các bạn cần một cái mùi hương gọi là để người khác thích thôi, thì
các bạn lựa chọn những chai nước hoa ở phân khúc designer, đó là rất là tốt, một mùi hương an toàn, giá rẻ, tìm kiếm trên thị trường rất là dễ. Khi mà các bạn ra trung tâm thương mại là các bạn có thể ngửi được rất nhiều, nó có vô số bạt ngàn luôn cho các bạn ngửi, và giá tiền thì rất là hấp dẫn. Còn nếu như bạn tìm một cái mùi hương mà mang tính cá nhân cao, thoát khỏi cái vòng an toàn và có phần gì đó gọi là thưởng thức được cái chất nghệ thuật, thưởng thức được cái xứng đáng với cái đồng tiền mà các bạn bỏ ra ở phân khúc cao hơn như là NIT, thì lựa chọn những chai nước hoa trong phân khúc NIT khá là tốt. Khi mà nó, người ta sẽ ngửi đến mỗi mùi hương đấy và người ta sẽ nhớ đến bạn, chứ nó không đại trà, không quá chung chung như những chai nước hoa ở phân khúc designer. Và tất nhiên rồi, giá tiền thì chắc chắn là cũng sẽ cao hơn. Vậy thì nước hoa indie dành cho những người như nào? Các bạn chỉ cần hình dung như này thôi, đó là thế giới mùi hương là quả trái đất chúng ta đang ở. Thì những bạn dùng designer thì sẽ là những người mà sống ở thành phố, những người dùng NIT là những người sống ở ven đô, kiểu ít người biết tới hơn. Còn những người dùng indie thì họ sống ở những cái vùng gọi là biệt lập luôn. Thì nước hoa indie nó mang những cái tính cá nhân, nó mang cái tôi, nó mang cái sự dị biệt. Và như thường thì nước hoa indie nó dành cho những bạn nào muốn thoát ra khỏi cái vòng an toàn của cái định luật mùi hương, và nó mang cái tính thách thức, nó mang cái tính trải nghiệm, thưởng thức, mang tính nghệ thuật khá là cao. Và nước hoa indie này thì cái việc tìm kiếm và mua nó thì khá là khó và giá của nó cũng khá là cao. Tóm lại là nó dành cho những bạn nào mà đam mê về mùi hương, muốn tìm hiểu thực sự rằng là ngoài cái những cái chai nước hoa mà phổ biến ra thì họ còn có những cái chai nước hoa gì. Và thế giới mùi hương này nó hay ho, nó hấp dẫn như thế nào thì các bạn nên tìm hiểu ở cái phân khúc nước hoa indie này. Và những chai nước hoa indie này mình cũng phải nói thẳng luôn, đó là nó đa số là không dễ ngửi. Thực sự rằng nó không dễ ngửi tại vì nó mang cái tính cá nhân khá là cao, nên là nó họ sẽ không chiều lòng những cái số đông đâu. Nên là trước khi tìm đến nước hoa indie thì các bạn cần có một cái nền tảng và cần phải có những cái gu rõ ràng thì các bạn nên tìm đến nước hoa indie. Còn nếu như hỏi mình rằng là mình thích nước hoa ở phân khúc nào, designer, NIT hay indie, thì mình nói rằng là mình từ lâu rồi mình đã bỏ qua cái ranh giới đó. Tại vì cái ranh giới đó đã làm hạn chế rất nhiều đến việc thưởng thức mùi hương của mình. Nhiều bạn nghĩ rằng là nước hoa NIT thì nguyên liệu tốt hơn này, rồi là họ làm mùi tốt hơn này, rồi giá đắt hơn này, rồi tóm lại là tất cả những cái gì tốt hơn thì các bạn đều nghĩ rằng là NIT. Nhưng mà thực sự là không phải. Tại vì các bạn mua một chai nước hoa, các bạn phải nhớ rằng các bạn thưởng thức cái mũi, cái tay của người làm mùi, cái sự blend hoàn hảo của người làm mùi, chứ các bạn đừng nghĩ rằng là nguyên liệu tốt hơn thì là sẽ chai nước hoa đó sẽ tốt hơn. Chưa chắc. Tại vì mình đã ngửi những cái chai nước hoa designer mà mùi nó ngon hơn những chai nước hoa NIT rất nhiều. Nhiều ông NIT ấy thì họ làm mùi thôi, nguyên liệu tốt thật, họ làm mùi, họ làm chai đẹp thật, nhưng mà họ blend mùi thì thực sự đang là rất là dở. Và sau rồi họ gắn cái mác nước hoa NIT và họ cho vào một cái góc ở trên giá, và người ta nghĩ rằng là chai nước hoa đó ngon. Đặc biệt rằng là trong cái phân khúc designer ấy còn có những cái bộ gọi là bộ cao cấp exclusive ấy, nó có những chai nước hoa còn cao hơn những cái chai nước hoa NIT rất nhiều, và mùi hương nó cũng hoàn chỉnh hơn rất nhiều. Vì vậy là các bạn nhớ rằng các bạn mua nước hoa để các bạn thưởng thức cái tay, cái mũi của perfumer, chứ đừng mua vì cái giá tiền, vì cái thương hiệu. Vì thế là các bạn, mình rất mong các bạn có thể bỏ qua được cái rào cản giữa NIT, designer và indie, để các bạn có thể thưởng thức được tất cả những cái mùi hay ho nhất trong thế giới mùi hương này với những cái giá tốt nhất, rẻ nhất. Và một lần nữa, là một người làm YouTube, là một người làm review và là một người định hướng cho những bạn nào đang muốn gọi là tìm hiểu về cái thế giới nước hoa này, thì mình qua những cái điều mình vừa nói trên, mình muốn các bạn có một cái con đường đi đúng. Các bạn có thể đi từ từ, các bạn xây dựng một cái nền tảng vững chắc từ những chai nước hoa designer, các bạn bước lên NIT, rồi các bạn bước lên những chai nước hoa indie, thì các bạn có thể tìm được những cái chai nước hoa nó phù hợp với bản thân mình. Và các bạn xịt ra đường là người ta sẽ nhận biết rằng mùi hương này là nhắc đến Kiên này hả? Đó. Và một lần nữa thì chúc bạn tìm được những cái mùi hương phù hợp và đi đúng hướng nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.